tôi chuyên cung cấp về cái dịch vụ du lịch, chủ yếu là dịch vụ tham quan ngắm cảnh tại Cát Bà, Hải Phòng và Vân Đồn, Quảng Ninh. Năm 2019, chúng tôi nhận được khoản vay thời hạn 7 năm từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB. Năm 2020, do cái đại dịch Covid kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Việc thanh toán nợ ngân hàng trở thành một cái thách thức lớn. Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Khi ngân hàng ADB có dự án về hỗ trợ cái giảm thiểu cái Covid cho các doanh nghiệp SME là phụ nữ làm chủ, thì SHB chúng tôi đã tham gia ngay từ những ngày đầu. Và đến hiện nay thì SHB đã tài trợ được cho 140 khách hàng của SHB trên 25 tỉnh thành phố. Mỗi một doanh nghiệp thông qua dự án được ADB hỗ trợ tài chính lên tới 10.000 đô la Mỹ. Vào đầu năm 2021, SHB đã cơ cấu cái khoản vay, trong khi ADB cũng đã trả lãi thay cho công ty chúng tôi trong 5 tháng. Sự hỗ trợ của SHB và ADB trước tiên đã giúp công ty chúng tôi có thể tồn tại và cuối cùng chúng tôi cũng có thể phát triển và mở rộng kinh doanh. Chúng tôi cũng đã đóng thêm được 2 tàu mới và ký hợp đồng với 6 đơn vị lữ hành. Doanh thu của công ty cũng tăng 150% vào năm 2021. So với một năm về trước, chúng tôi cũng đã tuyển thêm được 12 nhân sự mới. Chương trình tư vấn kinh doanh chuyên Việt của ADB cũng giúp chúng tôi phát triển được cái chiến lược kinh doanh dài hạn và những cái phương thức tiếp thị marketing mới.